Tiến Luật bất ngờ công khai bạn gái thay Jin Tuấn Kiệt, ra là cô gái mà ai cũng biết. Không chờ chính chủ lên tiếng, ba Tiến Luật đã âm thầm công khai bạn gái của con trai Jin Tuấn Kiệt lên mạng xã hội. Dân tình nhanh chóng gọi tên chính chủ và xác nhận mối quan hệ đặc biệt này vì đó là một cô gái mà ai cũng biết. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Tiến Luật bất ngờ công khai bạn gái của con trai Jin Tuấn Kiệt. Tuy chỉ là một tấm hình được chụp từ phía sau lưng nhưng netizen đều nhanh chóng đưa ra cái tên chính xác. Dân tình có thể thấy được nụ cười rất tươi của nam diễn viên 9X dành cho đối phương. Trong khi đó, Tiến Luật cũng không quên trêu đùa cặp đôi, cô gái trong hình chắc hẳn phải là một đại mỹ nhân nên con tôi mới vui tới vậy. Khổ, lại giống ba nó rồi. Trước sự trêu đùa của ba, Jin Tuấn Kiệt không ngại ngần đáp trả, con cũng chỉ học tập theo ba để có được đại mỹ nhân như mẹ Thu Trang thôi mà. Ngay lập tức, Tiến Luật cũng không chịu thua con trai mình, đúng rồi, con giống ba gì thơ có phúc. Vừa đọc ca dao tục ngữ dễ líu lưỡi quá, còn giống ba nhà ta có phúc. Bình luận của Tiến Luật nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn từ phía người hâm mộ khi nam diễn viên nhắc đến dì thơ. Ngay sau đó, cu ca, tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, người yêu tin đồn của nam ca sĩ đã trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng cả hai đang sắp có tin vui. Trước đó, cu ca và Jin Tuấn Kiệt nhiều lần vướng vào tin đồn hẹn hò nhưng chính chủ đều lên tiếng phủ nhận bằng những câu đùa khiến dân tình không biết được thật giả. Tuy nhiên, trong nhiều sự kiện gần đây cả hai thường trao nhau những cử chỉ thân thiết và được netizen nhiệt tình đẩy thuyền.